Ok, we are live. Chào Tâm. Hello. Ok, Chào rồi anh cảm ơn Tâm bữa nào nhận lời mời qua pay của anh. Cho anh xin chút xíu anh giới thiệu về những bạn chưa biết đến anh và cũng như là những bạn ở trên trang pay của anh biết chút xíu về anh. Mình giới thiệu mình là Kevin Phạm, mình đang sống ở Kentucky cùng với vợ và hai con gái. Công việc hiện tại của mình là mình đang làm nail và bên cạnh đó mình cũng đang kinh doanh kỹ thuật số. Và hôm nay Kevin rất là hân hạnh được mời một người em rất là dễ thương đến trang page của Kevin để chia sẻ đến các bạn về công việc cũng như là những cái kiến thức về cái kinh doanh online mà Kevin và em Tâm này đang hai anh em đang là partner. Anh xin chào Tâm. Anh cảm ơn Tâm đến nay nhận lời mời qua thay của anh. Xin Tâm giới thiệu một chút background để các bạn trên trang thay của anh được biết về Tâm nè. Dạ, em trước tiên em xin chào anh Kevin. Chào các bạn đang xem live cũng như các bạn đang theo dõi page của anh Kevin. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Tâm. Hiện đang sinh sống cùng với ba má và ông xã của em tại tiểu bang Idaho. Em qua Mỹ cũng hơn 9 năm rồi. Công việc hiện tại của em là làm nghề tóc. Bên cạnh đó thì em cũng run cái online business này on the side. Cũng như anh Kevin đây, như là một cái backup plan cho tương lai. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Tâm. Anh được biết là Tâm cũng ở quê ở Tiền Giang, thì cũng anh ở Tây Ninh thì chắc Tây Ninh Tiền Giang xuống đó cũng chừng 2-3 tiếng, cũng gần, cũng không xa lắm. Cũng thì Tâm qua đây cũng khá lâu. Vậy thì Tâm tham gia cái business của hai anh em mình thì được bao lâu, và cái qua cái quá trình tham gia thì Tâm thấy đây là cái kinh doanh, nó là những là nó kinh doanh cái gì, hệ thống kinh doanh này là gì, và đây có phải là bán hàng đa cấp hay không, thì nhờ Tâm giải thích giùm giúp anh các bạn trên trang thầy của anh được biết nhiều hơn về cái business này. Em cảm ơn anh Kevin, các câu hỏi rất là hay. Thì để trả lời câu hỏi của anh thì em tham gia cái business này cũng được hơn 1 năm. Em tham gia hồi cuối tháng 2 năm ngoái, và năm nay thì 1 năm, 1 năm 2 tháng, đúng không? Đúng rồi, có 1 năm 2 tháng. Dạ, thì nếu mà nói thì cái trong cuộc sống của mình, đôi lúc anh không biết là đôi lúc mình cũng có những cái câu hỏi trong cuộc sống của mình là mình muốn thay đổi nhưng mà mình không biết là mình làm cái gì. Có khi nào anh tự hỏi như vậy không? Thì cái hệ thống kinh doanh online của mình nó dành cho các bạn mà muốn làm kinh doanh online nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thì mình đây là một cái hệ thống nha. Nhiều khi có nhiều bạn hỏi vô đây, ủa mình bán cái gì, kinh doanh online, mà khi mà nghĩ đến kinh doanh thì mọi người cứ nghĩ đến là mình sẽ buôn bán một cái gì đó. Thì đương nhiên sản phẩm là có, nhưng ở đây mình cung cấp cho mọi người một cái solution, một cái giải pháp để mà mình có thể làm kinh doanh mà mình không biết bắt đầu từ đâu. Nó cung cấp cho mình tất cả các cái gọi là cái sales funnel, website nè, rồi cái training site để mà mình học, mình vận hành cái business của mình. Và bên cạnh đó thì mình có những cái lớp để mà mình coi như là về mindset á, về business thì hàng tuần thì mình có những cái mastermind để mà truyền cái kinh nghiệm của những người đi trước cho những người đi sau á. Thì đây là, nói tóm lại, đây là một cái hệ thống nó cung cấp cho tất cả các bạn tất cả các khâu, từ sản phẩm cho đến các cái dịch vụ chăm sóc khách hàng. Mà để các bạn mà muốn tìm hiểu, muốn hiểu chi tiết hơn thì chính các bạn phải vào bên trong để mà tìm hiểu. Tại vì đây là cái hệ thống tự động, nó tự động từ cái lúc mà mình tìm hiểu cho đến lúc mình học cho đến lúc mình vận hành luôn. Thì ở đây là Tâm và anh Kevin là giới thiệu cho các bạn cái cách
để mà tìm hiểu về cái hệ thống này. Cho nên nếu như mà các bạn muốn hiểu chi tiết hơn nữa thì các bạn phải đi từng bước để mà vào bên trong tìm hiểu. Thì nói chung đây là một cái hệ thống nó cung cấp mình, đây là một cái giải pháp marketing, nó gọi là attraction marketing, để mà thu hút những cái khách hàng tiềm năng qua các nền tảng xã hội như là Google, Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, TikTok. Và như Tâm nói, cách cũng như là hiểu về cái system này như thế nào thì các bạn phải là người đi vào bên trong tìm hiểu từng bước để hiểu cái cách hoạt động của cái system này như thế nào. Thì nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thì xin các bạn hãy vào cái trên website của anh Kevin trước mặt, đó là Kevin, cái chữ nó hơi nhỏ em đọc, Kevin Tú Phạm đúng không anh? Dạ đúng rồi. .com, để mà các bạn điền tên và địa chỉ email, thì các bạn sẽ nhận được cái đường link nói về cái hệ thống này. Thì sau đó các bạn liên lạc với anh Kevin để anh Kevin có thể hướng dẫn cho các bạn các cái bước tiếp theo để mà tìm hiểu, vì đây là cái hệ thống tự động. Còn còn câu hỏi thứ hai mà anh Kevin hỏi em, đây đây có phải là bán hàng đa cấp hay không, thì xin trả lời là không, tại vì nếu như là bán hàng đa cấp thì em không có làm được. Thì rất là nhiều nhiều bạn cũng thắc mắc là cứ vô đây tìm hiểu thì có thể cái mô hình nó có thể giống với cái này một chút, nó giống với cái kia một chút, nhưng mà thật sự đây không phải là bán hàng đa cấp. Tại vì em không hiểu, trước đây thì em cũng có tìm hiểu chứ em mà không về cái bán hàng đa cấp có nghĩa là mình phải gọi điện mời chào bạn bè người thân đúng không anh, thì có thể không không hề có cái chuyện đó, và hoàn toàn không không có phải làm phiền đến người thân hay bạn bè hay là gọi chào mời để mà bán sản phẩm cho ai hết trơn á, vì mình có cái hệ thống tự động nó giúp mình tất cả các cái khâu rồi. Và theo như em biết á, là cái nếu như mà đa cấp á thì cái commission của mình nó sẽ được được chia lên trên đúng không anh, coi như là những cái người mà tuyến trên đó là họ họ nhận được cái commission. Nhưng cái business của mình khi mà các bạn tìm hiểu các bạn sẽ thấy nếu như mà các bạn làm á, thì cái commission của mình sẽ được hưởng trọn chứ không có chi cho ai hết. Thì đó là cái hiểu của em về cái system này là hoàn toàn không phải là đa cấp. Anh cũng thấy khi mà anh tìm hiểu cái biếu nịch này, anh thấy đây là một cái sự tiến bộ hơn so với tại vì trước đây anh cũng chia sẻ với Tâm là trước đây anh cũng có từng tham gia một cái kinh doanh đa cấp khác, thì anh thấy được trên cái kinh doanh online của anh em mình đang làm nó là một cái không phải là đa cấp nhưng mà nó tiến bộ hơn rất là nhiều ở cái chỗ là mình không phải là đi bán chào hàng hay là mua trữ hàng hay là phải giữ điểm cycle group hàng tháng, cũng như là không phải là mình làm, không phải là người dưới làm mà để cho người trên hưởng, mà cái business của anh em mình làm nó tiến bộ nhân văn hơn rất là nhiều. Thì đó là cái điều anh thấy rất là tuyệt ở cái business của mình. Mình không có Nó sợ bị rớt rank. Vậy thì những ai có thể tham gia vào biểu nghịch này, xin Tâm chia sẻ với anh cũng như là các bạn biết được không? Em cảm ơn anh. Thì theo như em á, cái business này á nó có thể dành cho tất cả mọi người mà nó cũng không thể dành cho tất cả mọi người. Tại vì sao? Theo như em nó dành cho tất cả mọi người, tại vì á cho những ai thực sự khao khát muốn có thay đổi trong cuộc sống của mình. Nếu như mà anh giống như em suy nghĩ thì ví dụ như anh cảm thấy bằng lòng với cái cuộc sống của anh rồi, anh không muốn thay đổi thì cái business này nó hoàn toàn nó không 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 dành cho anh đúng không? Còn ví dụ sống của anh nó đầy đủ nhưng anh giống như là anh đi làm nhiều quá, mặc dù anh làm anh có tiền đó nhưng anh lại không có Không thời có gian thời gian. cho gia đình, thì anh muốn cũng như tìm một cái gì đó để mà thay đổi, để mà có thêm thời gian cho gia đình, thì cái business này nó dành cho tất cả mọi người mà cũng như
bị khiếm khuyết một cái gì đó trong cuộc sống mà mình muốn coi như là mình vun đắp cho nó đầy đủ, mà mình thật sự như mình thật sự trong lòng mình khát khao mình muốn thay đổi thì cái business này nó dành cho tất cả mọi người và nó phù hợp với tất cả các background luôn. Tại vì cái hệ thống của mình nó được thiết kế, anh cũng biết rồi đó, nó được thiết kế từ cơ bản đến nâng cao, cho dù các bạn có thật giỏi hoặc là chưa giỏi thì các bạn cũng phải đi từng bước như nhau. Cho nên theo em á là có thể là dành cho tất cả mọi người mà cũng không dành cho tất cả mọi người, vì anh khi mà anh bằng lòng với cuộc sống của anh thì anh đâu có muốn thay đổi nữa thì nó đã đâu có dành cho anh, đúng không anh Kevin nha? Đúng rồi, Thì tóm lại giống như mình đi tìm kiếm một cái điều gì để nó better hơn cái hiện tại của mình, đúng rồi mình đang đi tìm kiếm nó, thì cái business này là cái chìa khóa để mình nó giúp cho mình thực hiện được cái ước mơ đó. Còn nếu mà những người mà đang đầy đủ, đang ok với cái cuộc sống hiện tại thì công việc này không dành cho những bạn đó nha. Thì Dạ em đúng rồi. thấy được cái business của mình nó hay, cái nó phù hợp với tất cả mọi tầng lớp, giống như anh là làm nail rồi em làm tóc, rồi bên cạnh đó anh thấy có rất là nhiều anh Nhiều chị em bạn xuất y phát từ những cái background khác nhau, như là y tá rồi kỹ sư, rất là nhiều, rồi lớn tuổi cũng có tham đúng gia rồi. cho Chỉ cần chúng ta có cùng một cái suy nghĩ, một cái mindset, cũng như sẵn sàng thay đổi, là quyết tâm học theo á, thì dành cho tất cả mọi người thôi. thì cái công việc này nó linh động, cái là mình làm được khắp nơi, cũng như là mình rảnh lúc nào thì mình làm lúc đó, nó linh hoạt cái giờ giấc như vậy. Rồi như là anh đi làm nail thì ban ngày anh đi làm nguyên ngày rồi về, hoặc là những lúc mà vắng khách thì anh tận dụng cái thời gian vắng khách đó mình làm cái online biếu lịch này, hoặc là về buổi tối mình có vài tiếng đồng hồ, mình 1 2 tiếng đồng hồ mình lên mình làm cái online này cũng rất là tiện. Dạ đúng rồi. Giống như hồi xưa em đi làm đi, chiều về thì ăn cơm nghỉ ngơi xong thì có thể là mình lướt Facebook hoặc là mình xem phim chút. Thì bây giờ mình làm cái business này thì mình dành thời gian đó mình xem phim thì mình quay qua mình học. Dạ thì cái thời gian cái business này em thấy rất là thích luôn, có nghĩa là mình vừa biết coi như là biết nhiều người khắp nơi nè, rồi cái thời gian thì nó linh động nữa, rồi mà có rất rất là nhiều kiến thức, anh kia về thấy không, coi như là biết là khi khi mà các bạn tìm hiểu và mình thì đương nhiên làm kinh doanh thì phải có đầu tư rồi đúng không Kevin? Thì ngoài cái đầu tư đó thì cái 149 đồng để mà các bạn vào trong bên sâu bên trong để tìm hiểu đó, thì em thấy 149 đồng để sử dụng cái hệ thống trọn đời đó nó rất là hay luôn. Tại vì đó, khi mà các bạn vào bên trong đi, các bạn tham gia rồi các bạn sẽ thấy được cái trend insight của mình nó chi tiết và kiến thức của nó còn hơn 149 đồng không là cái gì hết, mà để mà mình được học một cái kho kiến thức thật là khổng lồ vậy đúng không anh Kevin? Anh thấy là giống như là khi mà mình đi vô cái mình học cái training site này, mình mới mới thấy cái 149 đồng này mình bỏ ra so với cái thời gian mà những người mà thiết kế ra cái website này, nó 149 này nó rất là rẻ. Dạ đúng rồi, Mà dạ hơn nữa, mình nếu mà mình tham gia thì mình dùng cái 149 đồng này để là cái member cho suốt cái hành trình mình luôn, dạ làm online luôn. Thì cái và thực chất 149 này em nó nói hả, anh bỏ số tiền nhiều hơn mà còn chưa là học được, chỉ là một phần kiến thức còn chưa có được nữa, hơn thì đúng rồi. 149 mình học được rất là nhiều rồi, Anh nhất là thấy kinh giống nghiệm. như là anh em mình đi mình làm nail hoặc là em đi làm tóc đi, mình cũng học bao nhiêu giờ, thì Đúng rồi. giống như anh tiểu bang của anh là 600 giờ thì anh cũng phải ít nhất là học từ 4 cho tới 6 tháng đó, thì cái số tiền mình bỏ ra nó còn bao nhiêu gấp bao nhiêu lần của 149 đồng. Đúng rồi.
mà cái kiến thức của nó là em thấy nó rất là hay, nhất là nó dạy cho mình làm quảng cáo đó anh Kevin, anh thấy không? Ví dụ như nào giờ thực ra nếu như mà anh bỏ cái số tiền ra để mà anh học được quảng cáo trên Facebook hoặc là trên YouTube thôi là nó cũng tốn cho anh lý biết bao nhiêu, nếu như mà anh bỏ tiền ra mình kiếm một người mà dạy cho anh đó, đúng không? Đúng Còn rồi. cái này chi tiết từng bước từng bước, từng cái click chuột trong cái training site luôn, thì em thấy 149 đồng bỏ ra nó không đáng, là coi như là nó đem lại cho mình rất là nhiều cái lợi ích cho mình mà mình không có mất cái gì hết trơn luôn á. Cái đối với cái business này là mình thấy mình hầu như không có cái rủi ro mà mình còn lời lời to nữa. Đúng Dạ. rồi. Giống như mình đi học nail ở trường, nail thì người ta chỉ dạy cho mình lấy cái bằng thôi, chứ em thấy thực tế mình học trong trường ra mình làm với tiệm là một trời một vực, nó không Đúng có giống nhau. Còn cái rồi. training site này mình học như thế nào, training site thì mình ra mình làm, cứ mình theo sát training site thì mình sẽ thành công, tại vì đã được chứng minh là rất là nhiều người đi trước mình họ cũng làm đi theo sát training site mà họ thành công, thì bây Thành giờ công dạ. mình đi sao, mình chỉ sao chép mình làm giống vậy là mình thành công thôi. Đúng rồi. Và bên cạnh đó là mình còn có một mentor coach đồng hành nữa, chứ mình đâu có học một mình đâu, mình lúc Đúng nào rồi. cũng hành với mình từ coi như là từ lúc bắt đầu cho đến khi mà mình cảm thấy mình vững thì mình không có hỏi nữa thôi, chứ lúc nào mà mình cảm thấy thắc mắc mình hỏi là đương nhiên mình có câu trả lời à. Thì em thấy em rất thích này là vậy đó. Dạ. Như vậy thì những bạn mà muốn tìm hiểu để bắt đầu cái business này thì mọi người phải làm bắt đầu từ đâu, và họ cần phải chuẩn bị những gì, thì Tâm có thể giúp anh trả lời cái thắc mắc này dành. Dạ, thì nếu như các bạn nghiêm túc nha, cái business này là các bạn phải thực sự nghiêm túc muốn thay đổi cuộc sống này, giống như Tâm với anh Kevin nãy giờ đã nói đó, nếu bạn thực sự khao khát muốn thay đổi, muốn cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp hơn đó, thì đây là một cái cơ hội dành cho tất cả mọi người. Và để mà tìm hiểu về cái business này á, thì các bạn phải đi từng bước từng bước. Nhiều khi á, có nhiều bạn thắc mắc là tại sao không nói thẳng ra đi, tại vì cái này là cái hệ thống tự động mà, cho nên nó được thiết kế, đó là cái cách của nó được thiết kế ra, thành ra các bạn phải đi từng bước các bạn mới hiểu rõ và có cái nhìn tổng quát. Chứ nhiều khi giống như là cái này là business của mình mà, thì bản thân mình phải là người quyết định chứ, tại sao mà qua lời nói của Tâm hoặc là anh Kevin thì để cho người khác quyết định cho mình, đúng không anh Kevin? Thì bản thân các bạn phải là người đi vào tìm hiểu nha. Thì cái cách mà các bạn đi vào tìm hiểu đầu tiên đó là các bạn phải để tên và email vào website, như là website của anh Kevin, thì Tâm nhắc lại một lần nữa là www.kevintufam.com. Để nhận được cái đường link của cái hệ thống gửi ra cho các bạn, thì các bạn sẽ xem cái hội thảo về cái mô hình này. Nếu như mà tiếng Anh của các bạn chưa tốt lắm thì cứ liên lạc với anh Kevin, thì bên mình có một cái hội thảo bằng tiếng Việt luôn. Thì các bạn sau khi các bạn xem xong hội thảo đó thì các bạn sẽ đóng 149 đồng. Nếu như các bạn thấy mà muốn tiếp tục và tìm hiểu tiếp á, thì đóng 149 đồng để vào bên trong, thì mình sẽ được tiếp cận với một cái community hiện nay là có hơn 150.000 người, đúng không anh Kevin? Thì tất cả mọi người trên thế giới, thì các bạn vào đó để làm gì? Để xem coi kết quả của những người đi trước đã đạt được như thế nào nè, rồi được tiếp cận các cái pre-coaching video, nó sẽ giải thích là cái hệ thống của mình hoạt động ra sao, và bên cạnh đó thì cái sản phẩm là gì. Đó thì có rất nhiều thông tin để các bạn phải đi từng bước tìm hiểu. Và cái hay của cái hệ thống mình đó là 149 đồng các bạn sẽ được hoàn trả lại 100% nếu như mà các bạn xác định đây không phải là business dành cho các bạn. Thì cái đó là cái điều mà em cũng rất là thích luôn, có nghĩa là em cũng hay giải thích với các bạn là nếu như mà cái bộ phim đó mà nó hay hay dở thì cũng là do bản thân mình tự quyết định, đúng không Kevin? Thì khi mà các bạn mà muốn vào bên trong tìm hiểu thì mình giới thiệu cho các bạn là cái bộ phim đó hay lắm thì các bạn vào xem đi. Thì các bạn vào xem thì nếu như mà nó không hay á,
nếu mà mình đi xem phim á mà mình đâu có được trả lại đâu đúng không Kevin? À. Nhưng cái business của mình là mình cứ đi vô mình coi nát nước hết, mình coi cả tháng trời luôn, nhưng sau đó cái này nó không phù hợp với mình, tôi yêu cầu refund thì mình được refund hoàn được trong vòng cũng như là tùy theo cái xử lý của ngân hàng, thì từ 3 ngày đến 10 ngày gì đó thì ngân hàng sẽ hoàn tiền cho các bạn, mình không có mất cái gì để mà vào tìm hiểu hết. Thì em thấy cái điều đó rất là hay về cái hệ thống của mình. Thì khi mà các bạn vào bên trong tìm hiểu xong thì đương nhiên cái anh Kevin hỏi em cần chuẩn bị những gì, thì đương nhiên một cái open mind, có như các bạn phải sẵn sàng thay đổi nè, từng bước đi vào tìm hiểu, và một cái số vốn rất là nhỏ thôi. So với các cái kinh doanh truyền thống thì đây là cái kinh doanh cái số vốn để mà tham gia thì nó không có nhiều như những cái kinh doanh truyền thống đâu, nhưng cái kết quả của nó mang lại thì rất là có như là hơn cái sự mong đợi của mình nữa. Thì nếu như mà các bạn muốn biết cái kinh doanh này có thuộc cũng như có phù hợp với các bạn hơn thì xin hãy đi từng bước để vào tìm hiểu bên trong, và mình không mất gì hết, giống như Tâm đã nói 149 đồng mình được hoàn trả lại nếu như mà cái business này nó không có phù hợp với mình. Và các bạn phải mở lòng nha, chứ nhiều khi cái điều nó nói cũng như mình chưa có hiểu hết mà mình phán mình phải đi tìm hiểu để mà mình hiểu, chứ mà mình đứng bên ngoài thì mình sẽ không có hiểu chi tiết đâu. Nói chung là phải đi vào bên trong cho bản thân mình một cái cơ hội. Thì cái đó là cái điều mà em muốn chia sẻ, nếu như mà các bạn muốn tham gia cái business này thì đó là các bước các bạn cần phải đi. Anh cảm ơn cái chia sẻ rất là chi tiết của Tâm. Thì anh cũng nhận thấy nếu mà cái cuộc sống của mình có những cái điều mà trăn trở, mình muốn thay đổi một cái gì đó, hoặc là mình muốn có thêm thời gian gia đình, hoặc là mình muốn có một cái backup plan cho tương lai, một cái nguồn income dự phòng, tại vì cái sức khỏe của mình không bao giờ biết trước được ngày mai nó như thế nào. Thì Đúng rồi. mình có những cái tâm tư, những cái điều mà mình muốn ở cái tương lai, thì cái mình cần phải hành động. Và mình thấy anh em mình chia sẻ như thế này, nếu mà các bạn đứng ở ngoài mà phán đoán một câu là cái kinh doanh này nó không có thật, hoặc là nó scam, hoặc là nó như thế nào, hoặc là ngại bỏ 149 đồng, thì các bạn đã bỏ mất một cái cơ hội. Thì cái sự dè dặt, cái sự nghi ngờ của mình nó sẽ đánh mất cái cơ hội của mình. Thì tại sao mình không cho mình một cái cơ hội? Tại vì 149 đồng mình bỏ ra, mình đi tìm hiểu sâu xa, mình đi tìm, mình đi xem xét cặn kẽ, rồi sau khi mình xem xét rồi, mình thấy nếu nó không hợp phù hợp với mình, thì mình cái số tiền mình bỏ ra được hoàn trả lại, nó mình không có mất mát gì, mà mình được biết thêm cái này là như thế nào, rồi người Việt mình là tham gia cái kinh doanh này nó nhiều hay là ít, thì mình cũng mở mang thêm được kiến thức rất là nhiều. Thì Đúng rồi, đúng rồi. có thể thời gian anh em mình chia sẻ nói cái thời gian nó không có được nhiều lắm, nhưng mà cái việc mà các bạn cần làm là phải tìm hiểu, nếu mà anh em các bạn muốn biết đây là kinh doanh gì và tìm cho mình một cái cơ hội, thì các bạn phải take action. Thì thời gian của mình hôm nay cũng không có được nhiều, thì anh cũng cảm ơn Tâm những chút thời gian đến trang thay của anh chia sẻ những cái thông tin cũng như là những cái kiến thức về cái business này. Anh hẹn gặp lại Tâm một ngày gần, và cũng chúc Tâm có một cái buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình.
Dạ, em cảm ơn Kevin. Em cũng cảm ơn anh Kevin đã mời em hôm nay đến page của anh để chia sẻ cái business mà anh em mình đang làm. Thì em cũng chúc cho anh trong tương lai cái business của anh nó cũng phát triển ngày càng rực rỡ. Mến chúc cho anh sức khỏe, chúc cho các bạn đang theo dõi live cũng như đang theo dõi page của anh một một ngày, nếu như ban ngày thì là một ngày tốt lành, một đêm, một buổi tối thật là vui vẻ luôn. Dạ, em cảm ơn. Xin Cảm chào. ơn các bạn đã theo dõi cái buổi Go Live hôm nay. Xin chào Tâm và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong Go Live tiếp theo ha. Bye bye Tâm. Bye bye. Rồi, cảm ơn. Bye.